Tình bạn sẽ đến khi chúng ta tôn trọng lẫn nhau, và tình bạn sẽ mất đi nếu như chúng ta ích kỷ với nhau. Thưa quý vị, tình bạn là một trong những thứ tình cảm mà con người chúng ta luôn cần phải có trong cuộc sống này. Người ta hay nói rằng chỉ cần nhìn một người bạn và chúng ta sẽ biết những người xung quanh của anh ta như thế nào. Hay nói đúng hơn, tôi chỉ cần xem coi những người bạn mình chơi là ai, tôi sẽ đánh giá được con người của anh ra sao. Nếu như trong cuộc sống này bạn không có lấy được một người bạn thân, hoặc đơn giản chỉ là một người bạn bình thường thôi, thì tôi biết chắc bạn không phải là một người tốt. Và vì vậy ngày hôm nay chúng tôi muốn mang đến cho tất cả quý vị những câu chuyện, những màu sắc khác nhau liên quan đến một trong những tình cảm cần thiết của con người chúng ta, đó chính là tình bạn. Và đang xin chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Tám Lạng Nửa Cân. Chương trình Tám Lạng Nửa Cân của chúng ta phát sóng hàng tuần vào lúc 19:50 thứ sáu trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn thương hiệu ghế massage cao cấp Ogawa đã đồng hành cùng với chương trình. Và với chủ đề tình bạn ngày hôm nay, Đại Nghĩa đã mời đến chương trình của chúng ta hai người bạn thân. Họ là những người đồng nghiệp và bên cạnh đó còn là những chị em thân thiết ở ngoài đời, không phải chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống. Và họ đã cùng nhau nắm tay vượt qua những cái giai đoạn khó khăn, chông gai, thử thách nhất trong cuộc đời của mình, để ngày hôm nay họ cũng nắm tay nhau nhưng với một nụ cười rạng rỡ đến với chương trình của chúng ta. Hãy cùng chờ đón nghệ sĩ Ốc Thanh Vân và Mai Phương. Không có đứng xuống đây với anh hay sao vậy? Ủa, em thấy nhạc còn á anh. Xuống đây em, xuống đây. Anh đỡ em rồi, em đỡ Phương. À đó. Khổ lắm, mấy chị em đi guốc cao gót rồi đi không có được. Cần phải có người dìu đỡ vậy nè. Trời ơi, hai chị em bữa nay cùng tông ha. Dạ. Cũng sắc hường này kia luôn. Dạ có chuẩn bị đó anh. Có hẹn trước phải không? Dạ có. Mà bộ đồ này là Phương mượn của Dân hay Dân mượn của Phương? Dạ tụi em mượn của stylist. Ủa mà nó nghe nè, mình đâu có cần phải chứng minh cho người ta thấy là mình thân với nhau bằng cách nắm tay vậy em. Dạ. Hai bà mẹ rồi mà bây giờ cứ nắm tay tung tăng dày, tưởng hai em bé đang chuẩn bị vô lớp mầm, lớp chòi không đó. Em bị Phương nhiễm chứ bình thường anh biết không, em đứng đắn đàng hoàng lắm. Em không có đến mức mà nhí nhảnh mà hoa lá cành như à, vậy. Ý em nói là bạn của em không có đứng đắn đàng hoàng nữa hả? Không, không. Ý em là tại vì Phương nó xì tin quá, nó trẻ con quá, nên là mỗi lần mà em đi với Mai Phương là em bị nhiễm. Ừ. Chứ còn em là em nền nã lắm. Mà hai chị em trái ngược nhau vậy mới chơi được với nhau, nó ngộ nghĩnh vậy đó. Chứ nhiều khi mà giống nhau quá chơi với nhau là không vô. Mỗi người phải khác chút xíu, giống như là hai cái bánh răng cưa vậy đó. Nó khác vậy nè, mà nó vô nó mới khớp cái ngàm. Vì vậy ngày hôm nay mới mời hai chị em tới đây với chủ đề là tin bạn. Đó, ủa cái mặt của em đó Dân. Anh nói gì vậy, nó tròn dữ vậy. Em dạ. Nói nghe nè, bộ em sống lâu năm quá rồi, bây giờ em không còn bắt kịp thời những cái xu hướng mới của các bạn trẻ bây giờ sao? Anh có biết xu hướng bây giờ là gì không? Xu hướng giờ không phải giày. Anh là có biết cái những điệu nhảy mới không? Làm gì không biết. Trời, anh nhảy được cái, ví dụ em nhảy thử coi. Anh nhảy được điệu này không? Em nhảy sao? Em sao? Trời ơi, 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 em thấy nó như cái nhà trẻ đó anh. Em hot trend lắm. Trend nào mới là con em cập nhật cho em hết. Trời, em hot trend nhất phim trường này tin không? Được rồi, để coi bên em hot cỡ nào và cái trend em tới đâu nha. Còn bây giờ nè, mời hai chị em về chỗ ngồi trước đi. Sau đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian đó mà bàn luận, trao đổi với nhau về cái chủ đề ngày hôm nay. Cứ lên ra ngồi. Cái ghế này là hai đứa ngồi vô lọt thỏm luôn đó. Anh ngồi hơi chật một chút. Thường anh thấy như vậy, tức là khi mà chúng ta muốn mở lòng vai đó hoặc là thân với một ai đó thì phải bắt đầu từ một cái sự kiện gì đó. Dạ. Chứ nếu như là chỉ là những cái mối quan hệ xã giao, gặp nhau chào hỏi thì nó cũng chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè, đồng nghiệp. Còn khi chúng ta thật sự là những người bạn thân của nhau, khi chúng ta mở lòng mình để chia sẻ những cái uẩn khúc trong tâm hồn của mình hoặc là những cái khó khăn trong cuộc sống, dạ, và có một người đồng cảm để chia sẻ ngược lại thì lúc đó chúng ta mới bắt nhịp được và trở thành những người bạn thân. Thế nhưng cũng có những cặp đôi ban đầu sẽ có một cái tình bạn rất là đẹp. Rất đẹp tình bạn mà mình nghĩ rằng keo sơn gắn bó. Nhưng mà rồi sau đó có những cái sự việc nó diễn ra để cho cái tình bạn đó nó dần dần nó bị lung lay. À, những cái sự rạn nứt nó bắt nguồn từ những cái điều mà không ai lường trước được. Bởi vì cả hai trong cuộc đều là những người bị lệ thuộc rất nhiều vào cảm xúc.
nhất là những cái cảm xúc nó liên quan tới những cái cảm xúc cá nhân của riêng mình chứ không phải tình bạn nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái tình bạn. Và bây giờ thì anh muốn mời Ốc và mời Phương, trước khi chúng ta trò chuyện tiếp về cái mối tình bạn thật là đẹp này, thì chúng ta sẽ coi một cái tình huống của chương trình đưa ra, để rồi sau đó mình sẽ có nhiều cái vấn đề mà trao đổi với nhau hơn nha. Xin mời. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu và dành một tràng pháo tay thật lớn cho kỷ niệm 5 năm ngày cưới của cậu Lý và cô Dung. Xin mời hai người bước ra phía trước. Đến với nhau đã là chuyện khó khăn rồi, hôn nhân lại là chuyện khó khăn hơn nữa. Chính vì vậy, tôi cần muốn hỏi hai người, trong suốt quá trình sống với nhau 5 năm, hai người có cảm thấy hạnh phúc hay không? Cậu con hạnh phúc. Tốt lắm. Cô con rất hạnh phúc. Nhưng tôi không hạnh phúc. Trời ơi chú Dũng ơi, là cái chú gì Dũng vậy chú? Không phải, không lần nào tập tới chỗ này chú cũng không hạnh phúc là sao? Vợ chồng con hạnh phúc mà chú không hạnh phúc là sao? Không phải, trời ơi thiệt á, tôi nói thiệt, bây giờ cái kỷ niệm ngày cưới phải chi, ví dụ mà nó là cái gì nó lớn lớn đi thì mình tổ chức lớn, còn cái này mới có 5 năm mà. 5 năm rồi. Nghe lời chú, 5 năm ngày cưới không có là cái gì hết, đúng không? Bây giờ chú hỏi nè, cứ 1 năm tụi con làm một lần, năm thứ hai là một lần, thứ ba, thứ tư, thứ năm là một lần, lần thứ sáu hùng vốn gom vốn làm, lỡ nó gãy sao? Không, chú nó xui quá à, tự nhiên gãy là sao? Không phải, nghĩa là chú đang muốn khuyên tụi con, chú sợ tụi con tốn tiền, đừng có làm cái gì cho nó cao sang, hiểu không? Hai vợ chồng tổ chức với nhau mình đi du lịch cũng được, đúng không? Ê, được ha. Đúng rồi. Không, nhưng mà đi du lịch nhiều rồi, bây giờ đi đâu giờ chú? Đi cái đâu? Gì? Đi đâu giờ? Bây giờ đi đúng không? Bây giờ đi á thì mình tìm một cái chỗ nào đó mình đi mà nó vắng, thiệt là nó vắng người, mà chú biết cái chỗ này mà không có một cái bóng người nào cả. Hay vậy? Ừ. Cái chỗ nào mà không có một bóng người? Mà cái đảo khỉ á. Rồi lên chỉnh chi cho nó móc túi hả chú? Không, trời ơi dở quá vậy, trên nó có bán thứ kẻ mà, mình mua thứ kẻ nó có móc túi thì mình khẽ tay nó. Không được, cho con một cái nơi khác đi, cái đảo khác đi. Đảo khác? Đảo khác. Mình đừng đi Việt Nam được không? Được. Mình đi đảo của nước ngoài. Đi nước ngoài luôn. Được. Đảo mà người ta nói là cái đảo mà chú nhớ nào? Cái tên là mang tít ve đó, ở nước ngoài. Mang tít ve. Đảo gì vậy? Ở đâu? Ở Phú Quốc. Mang tít ve mà ở Phú Quốc hả? Cứ có quốc là nước ngoài à, sao vậy hả? Chú ơi, cái đảo đó người ta kêu là đảo Maldives. Cái gì? Mang gì? Maldives. Maldives hả? Ừ. Ủa gì, ở đó nó có đảo mang dép không? Sao vậy? Tao không biết, tao tìm hiểu gì mấy cái du lịch đó thiệt. Đi, vợ chồng mình đi ăn. Đi. Hey. Hả? Đi đâu vậy? Vợ chồng con đi ăn. Trời ơi, nãy giờ tôi đứng tôi nói quá trời luôn, sao cô cậu gì vậy? Trời ơi, ở thế nhà ăn thôi, nhà tôi có nấu đồ ăn rồi tôi dọn lên cho ăn. Thôi, ở nhà chi, ở nhà toàn mấy món anh Lý thích không à, có món nào con thích đâu. Trời thì con sao đâu, bây giờ tôi nấu thêm ăn chung bữa có gì đâu vậy. Tụi con đặt bàn hết trơn rồi, bạn bè chờ ngoài ngoài. Giờ ở nhà ăn với chú sao được, thôi chú ở nhà đi. Đi đi, Lý liền, đi đâu, đi. Chú ghê nha. Tí tụi con về nha, mẹ đi nha. Chú. Ôi, con cảm ơn trời Phật. Vô được cái nhà sung sướng quá, gặp cô chủ với cậu chủ ai cũng dễ thương dễ tính. Hồi mai phước quá, con cảm ơn, con cảm ơn nhiều lắm. Ai ạ? Mơ gỡ vô mơ. Ai ai đứa nào vậy? Mơ gỡ đứa nào hả? Ê, ai vậy? Cái gì vậy? Con mà bị giữa. Cái gì? Khốn nạn à. Cái gì? Khốn nạn ai ta làm gì mà khốn nạn đâu, gian lòng nhà mà. Sao mày bỏ tao? Mày bỏ tao. Ê, suy nghĩ lại đi, bậy bạ. Ê, cái gì vậy? Ê, bạo lực coi. Ôi, cái gì vậy chú? Kim mẹ nó chung. Trời ơi, đợi nó dậy giùm con coi. Ê, Kim à. Kim, đứng Kim. Lại. Ủa sao vậy? Sao tự nhiên nó... Mà biết nó vô nó ôm chú, nó kêu chú khốn nạn gì kìa. Chú, cái ba lê vô giùm con đi. Đây. Đứng lên. Trời ơi, nặng quá. Lên đây. Trời ơi, cái gì mà nhậu nhẹt. Để vậy nè. Xuống đây.
Sao vậy? Sao tự nhiên cứ nhậu xỉn như vậy hả? Cuộc đời tao đã trải qua 25 nồi bánh chưng. Bánh chưng gì, bánh tét gì vậy? Tao đã trải qua gần 20 cuộc tình. Tình? Nó nói gì? Bây giờ tao mới có một kinh nghiệm là... Kinh nghiệm gì? Mà chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Chán ghê vậy đó. Ủa, cô. Ê, ủa cậu Lý đâu, đi rồi sao quay về làm gì vậy? Quên cái bóp con vô con lấy cho ổng mà bây giờ Kim nó vậy giờ sao giờ? Chú dạ. Bây giờ chú chạy ra tìm thuốc tay giùm con đi. Chạy tìm thuốc tay à? Chú mua giùm con mà thuốc mà đau bao tử á. Đau bao tử phải không? Nó nhậu thế nào cũng đau bao tử, chú mua giùm con nha. Dạ biết rồi. Nè sao mà vậy hả? Thôi bây giờ tao đỡ mày lên phòng nghỉ nghe ha. Rồi. Say sao? Dạ. Em ơi. Cái gì? Hả? Em ơi, cái gì mà lâu quá vậy? Vô đi phụ em. Còn mấy cái bóp. Em không chịu. Nó xỉn, nó thất tình lắm. Anh, bây giờ anh đỡ nó lên phòng giùm em đi. Ủa ghê luôn. Đây anh. Đứng lên. Đi đây. Đi khách sạn nữa hả? Trời ơi, khách sạn cái gì? Ôi trời, mệt mỏi. Trời nữa ơi, vô ngủ giùm tôi đi bà ơi. Em định thiệt luôn á. Em định gọi em quỷ nha. Em nói mọi người chơi đi chứ chắc tụi mình ra không được quá. Thôi không sao đâu. Bây giờ nè, vợ chồng tụi mình để anh Kim ở nhà đi. Tí nữa có chú Dũng về lo rồi. Vợ chồng mình đi lẹ lên. Thôi anh, bây giờ nó xỉn sai vậy á, nó ở nhà mình em bất an quá. Hay là bây giờ anh đi, em ở nhà ha, em coi nó được không? Vậy thôi vợ chồng mình cùng ở nhà chứ sao bỏ em ở nhà mình được, đúng không? Không có sao. Nhưng mà thiệt nha, trong nguyên đám bạn của em á, người anh không muốn em chơi nhất là anh Kim á. Em chơi chung với nó có ngày em hư giống nó luôn á. Trời ơi sao vậy? Ví dụ mà chơi mà có hư là hư từ đời nào rồi? Em với nó chơi lúc còn 5-6 tuổi. Giờ già cứu đế rồi mà hư gì. Nhưng mà anh nó nghe nè, con Kim nó tốt tính lắm. Chỉ có mỗi cái tội là đa sầu đa cảm, hay bị lụy tình. Mỗi lần mà thất tình nó biết bao nhiêu mối tình, lúc nào cũng nhậu nhẹt hết trơn á. Nhưng mà hả, nó nhậu là nó vậy thôi, tỉnh lại nó vẫn là một người đàng hoàng rất là dễ thương. Chồng ơi, nói nghe nè. Chắc chồng tập làm quen một thời gian nha. Tập làm quen chuyện gì? Thì có sự xuất hiện của Kim trong nhà mình một thời gian thôi. Trời ơi em ơi, thà bây giờ em bắt anh tập làm văn chứ đừng bắt anh tập làm quen với con Kim ở trong nhà mình. Em nghĩ sao vậy? Gì tập làm văn ở đây? Trời ơi, con Kim ở trong nhà mình nha, anh nói thiệt nha, nhà mình thì không thiếu phòng, nhưng có nó là rất là, trời ơi, rất là thiếu tự nhiên cho sinh hoạt của hai vợ chồng mình, hiểu không? Tại vì ba mẹ của nó bên Mỹ hết rồi, ở đây còn có mình nó à. Bây giờ mình không quan tâm, mình không chia sẻ với nó, rồi lỡ nó có chuyện gì nó nghĩ quẩn sao. Với lại nó còn ở Việt Nam có vài tháng à, coi như là cho có bạn gọi là hữu hỷ với em ha. Nha. Nha. Biết rồi. Trời ơi, mày lén phán cái con này mày bỏ tao. Trời ơi, lén phán gì? Trời ơi, tao bỏ cái gì vậy? Kim. Kim. Anh Lý nè, bình tĩnh. Kim, tao đánh cho mày chết. Kim. Nè, Kim, bình tĩnh nha. Nó mớ anh ơi. Cái tướng khó gì mà làm được hay vậy đó. Kim. Để em dịu lên. Có mùi trai à. Nó nữa kìa. Ôi, đau đổi thế ơi. Trời ơi. Ôi. Không, nó xỉn quá, nó không có biết gì hết đó. Chắc nó tưởng anh là người tình của nó đó. Ngồi dậy. Để anh... con này trong nhà là yếu tim luôn á. Thôi, bây giờ anh chạy lên lầu á, anh lấy giùm em cái khăn nóng đi. Người nó lạnh ngắt à, nghe. Nè ngồi dậy. Ủa ghê. Ngồi dậy. Alo. Con nghe nè chú. Hả? Quên tiền hả? Rồi, bây giờ con ra liền nghe. Rồi, con ra liền, dạ. Anh ơi! Anh ra, anh dìu con Kim lên phòng giùm em nha. Em chạy ra với chú Dũng, chúc em về liền nha. Hả? Em! Trời ơi! Em làm gì vậy Kim? Em vẫn nhớ như in những lần xa nhau
chỉ cần quay lưng chớp mắt em đã nhớ anh ra giết thật. Xin lỗi anh nha. Em làm gì vậy? Em không biết nữa. Xin lỗi. Em giả xỉn hả? Em tỉnh rồi. Nóng quá vậy ta. Kim à. Dạ. Nhà anh có nhà tắm á. Không cần phải tắm ngoài đây đâu. Sắp kết thúc, anh có buồn không? Em không thể biết mùa Kim. Em làm gì vậy Kim? Thì em đang làm cái điều mà cả tuần nay em vẫn làm với anh đó thôi. Em đừng làm gì nữa. Em có biết những việc em làm là sai không? Anh nhắc cho em nhớ, anh là đàn ông đã có vợ, và vợ anh chính là bạn thân của em đó Kim. Em biết chứ, nhưng mà đây là cảm xúc của em. Em muốn được thỏa mãn đó. Nhưng mà anh không phải là nô lệ cho cảm xúc của em. Kim, nghe anh nói nè, đừng làm những hành động này nữa. Anh không nói những việc mà em đã làm với anh cho vợ anh biết là tại vì anh còn tôn trọng em, tôn trọng mối quan hệ của em và vợ anh. Đừng làm càng nữa. Em càng ngày càng sai rồi đó Kim. Anh không nói cho vợ anh biết thì anh mới chính là người sai đó. Anh không nói cho vợ anh biết chẳng khác nào anh đang nuôi dưỡng cái cảm xúc của em, và chẳng khác nào anh đang ngầm ủng hộ những chuyện em làm. Em nói đúng không Liên? Không đúng Kim. Ngày hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng anh. Sau đêm nay anh không muốn thấy em ở trong nhà anh nữa. Và bây giờ em tránh xa khỏi tầm mắt của anh ra. Đi! Em không thể em và vợ anh ai giỏi hơn? Vợ anh. Em và vợ anh ai đẹp hơn? Vợ anh. Vậy thì ai hấp dẫn hơn? Vẫn là vợ anh. Nhưng em là của lạ. Đàn ông mà ai chẳng thích của lạ, đúng không anh? Nhưng mà anh thì không. Vậy hả? Xin lỗi nha. Không bao giờ từ chối. Ôi, cô chưa nói với tôi là sao cô về á? Không có. Kim, em thấy anh diện dò. Ôi, cậu đi. Cậu làm cái gì vậy? Hả? Cậu bị cái gì vậy? Trời, tại sao cậu lại đối xử với cô Dung như vậy? Hả? Tôi đi đón cô Dung giùm cậu mà. Đi dọc đường tôi gặp cô Dung quay ngược trở về nhà. Nếu mà không có chuyện đó làm sao quay về đây để phát hiện cái chuyện này hả? Cậu làm cái gì kỳ cục vậy cậu? Mày nữa, con Dung là bạn thân của mày mà hả? Mày làm cái gì với thằng Lý vậy? Chú Dung nè cậu, nãy giờ chú đủ chưa? Không phải, cái này là tôi đang giúp cậu. Con Dung rất là thương cậu đó. Chú đi ra ngoài. Cậu, nhưng mà đây là chuyện riêng của gia đình tôi. Chú lấy cái quyền gì mà xen vô? Đi.
trên chính chiếc giường của em với anh ngay đúng ngày lễ kỷ niệm 5 năm ngày cưới của mình. Tại sao anh nói vậy mình? Tại sao? Một câu chuyện về tình yêu có những cái sự rắc rối, những cái sự éo le, bắt đầu từ những cái sự ích kỷ và cái sự hờn ghen. Cảm ơn tất cả các em Tuấn Dũng, Quỳnh Lý, Lê Lộc và Trang Tuyền. Hai bà chị coi mấy đêm diễn cái câu chuyện này xong mà hai bà chị bạn thân của nhau nữa. Nhưng ai nấy lo giùm. Đừng qua nhà tôi ở nha. Nhà đông người rồi, hết chỗ chứa rồi. Nếu như bây giờ em là cô vợ hoặc em là cô người tình như thế này thì em nghĩ thế nào? Em thì em đang có rất là nhiều cái suy nghĩ trong đầu em về nhiều góc độ khác nhau. Trước tiên em sẽ không nói về tình bạn, bởi vì ở trong đó nó đang lấn cấn một vài cái. Tại vì cá nhân em cảm nhận rồi nè, mỗi một người, người ta dẫn đến cái hành động sai hay đúng là do cái lựa chọn của người ta. Nhưng lúc nào người ta cũng có lý do để người ta làm chuyện đó. Tức là góc độ của người ta, ta thấy điều đó đúng người ta mới làm, chứ không phải là tôi biết là điều đó sai mà tôi vẫn làm. Hay là mình làm một cái gì đó đi chị. Có thể là các em sẽ thay đổi hoàn toàn cái đường dây kịch bản. Như các em đang nghĩ, có thể là Vân sẽ không bao giờ tạo điều kiện cho hai người này ở gần nhau. Cái đó là chắc chắn rồi. Nếu như Phương là đóng vai Kim thì Phương sẽ là cái người nói lên được cái uẩn khúc trong lòng của mình. Hoặc là Vân trong vai người vợ, Vân sẽ có một cái động thái nào đó để giúp cho Kim cảm thấy rằng là cuộc đời này vẫn còn nhiều cái sự may mắn và cái nhiều cái tình cảm dành cho mình. Một kinh nghiệm cho thấy rằng một người vợ dù có hoàn hảo, xinh đẹp, giỏi giang và tốt bụng đến mấy, người chồng vẫn có thể thích của lạ. Đây gần như đã là một gọi là một cái nguyên lý, phải không? Nguyên lý luôn rồi. Người ta hình như là chạy trời không khỏi nắng hay sao, và lửa gần rơm kiểu gì cũng cháy. Cháy nhỏ nhỏ nó cũng là cháy, mà cháy bùng cái là tan cửa nắp nhà luôn. Nhưng bây giờ như thế này nè, bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua cái giai đoạn là ngăn ngừa trước của ốc đi. Rồi. Tại vì nếu mà ngăn ngừa trước như vậy thì nó sẽ không có cái gì để mình giải quyết cái việc này nữa. Tại vì nó không xảy ra câu chuyện luôn. Mà trên thực tế là nói vậy thôi, chứ ở ngoài đời không ai biết dễ được mà ngăn ngừa đâu. Nhưng mà nó khó như thế này. Rồi bây giờ mình thử với nhau đi nha. Rồi bây giờ Lộc với lại Tuyền lên trên kia ngồi. Mọi người hãy xóa đi cái đoạn hồi nãy nhé. Vợ anh cái gì cũng hơn em đúng không? Trả lời đi. Đúng. Có cái gì vợ anh thua em không? Nói. Nói thật. Mình lớn rồi, không phải con nít. Vợ anh không, không ma mảnh bằng em. Em dạy nó hoài mà nó không có biết. Đàn ông thích vậy mà đúng không? Uống nước lọc hoài chán muốn chết. Bữa nay em làm món mới cho anh nha. Thích ăn gì? Ốc dừa sò mém hay là ốc mỡ sò tỏi? Anh muốn ăn cái gì? Bữa nay em ăn với anh. Nhưng mà ăn nhanh nha, tốc độ 5 km/h. Coi về về cũng lẹ lắm á, đường không có xa đâu. Đấy, nhanh lên mà. Mai mốt đừng có diễn nữa. Hai người làm cái gì?
dẫn nhất. Và anh ta luôn luôn yêu mày, đúng không? Bên cạnh tao, Lý không có nói như vậy. Lý nói với tao rằng Lý chán lắm rồi. Chán lắm rồi, không thích uống nước lọc nữa, không thích ăn những món ăn đơn điệu nữa. Nói đi, anh lặp lại đúng lời em vừa nói. Anh chán Dung lắm rồi. Mày, tao là bạn mày. Mày tắt tao đi. Tao là bạn mày. Mày tắt tao đi. Tắt tao là mày, cứ tắt tao đi. Chứ mày có biết không, tao là bạn thân của mày. Mình là bạn với nhau từ bé đến lớn. Mày không nên làm như vậy với tao được. Ai cũng được hết. Ai tao cũng... chồng mày. Em không thích anh. Em hoàn toàn không thích anh. Sorry. Nhưng em không có cách nào khác. Em quá thương con bạn của em. Lý, tại sao? Tại sao anh lại là một người đàn ông như vậy? Nếu anh không yêu thương bạn của tôi, tại sao không nói cho nó biết? Sao không ly dị nó đi? Tại sao anh thích tôi? Anh ve vãn tôi, và anh ta còn ve vãn tất cả những cô gái khác mà mày quen biết. Mày hiểu chưa Dung? Những cô gái khác người ta không thể nào chứng minh cho mày biết được chồng mày là một người như thế nào, nhưng tao thì có. Nếu tao không bỏ ra cái sĩ diện của tao để đến cái nhà này ở như vậy, thì làm sao mày biết chồng mày là một người như thế nào? Tao xin lỗi. Tao xin lỗi mày. Tao biết cái chuyện này rất khó chấp nhận. Tao biết rất khó chấp nhận. Nhưng tao muốn bạn của tao phải sống khác. Từ nay trở đi, mày đừng cố giữ những gì không thuộc về mày nữa. Hãy sống một cuộc đời khác. Hãy sống một cuộc đời khác. Lý, anh hãy làm những điều mà một người đàn ông phải làm. Còn bây giờ, tao sẽ ra khỏi ngôi nhà này. Chuyện của hai người, hãy tự giải quyết. Nếu cảm thấy có thể bỏ qua cho nhau, hãy yêu một cách thật lòng. Còn nếu không, hãy giải thoát cho nhau. Và nếu vì chuyện này
mà mày ghét tao. Tao cũng sẽ chấp nhận. Ít nhất là để cho bạn của tao được sống một cuộc đời khác. Tao xin lỗi. Tao xin lỗi mày. Mày không cần phải đi. Mày định làm gì? Hả? Kim. Mày định làm gì? Mày yếu ớt lắm, không có làm được cái gì đâu. Mày cần làm gì mày nói tao, tao làm cho mày. Tao muốn nói với mẹ một chuyện. Tao rất cảm ơn vì mày đã luôn vì tao. Nhưng mà mày biết gì không? Thật ra thì tao hiểu chồng tao vốn dĩ là người như vậy từ lâu rồi. Lăng nhăng, mê gái, thích cưa cẩm người này người kia. Tại sao chút nào trong mắt mày, tao cũng là một người phụ nữ yếu ớt, dịu dàng, chịu đựng đến vậy? Nhưng mà biết không, đôi khi đơn giản, tao chỉ cần một người chồng, một cái gia đình, một cái thứ hoàn thiện như từ trước đến giờ mọi người vẫn luôn thấy về tao. Và đôi khi một người chồng không cần phải yêu, chỉ cần là hình mẫu lý tưởng được rồi anh à. Có những thứ trong cuộc sống này không phải lúc nào nó cũng phải giống như ý mình muốn. Đơn giản là chấp nhận nó, vui vẻ với nó, thì mày vẫn có một cuộc sống tốt đẹp và hoàn thiện. Còn hơn là phải đấu tranh mệt mỏi giống như mày, suốt ngày vì cái này, suốt ngày vì cái kia, làm cho bạn cái này, làm cho người kia cái kia. Rồi mày không có thời gian để thở, mày cảm thấy mày mệt mỏi. Sao lại mệt đến như vậy nhỉ? Thôi, tao vẫn là bạn của mày. Còn chuyện của hai người thì coi như hôm nay mình chưa có gì xảy ra đi ha. Mình vẫn là bạn. Anh vẫn là chồng em đúng không? Anh vẫn thích một cô bé ngây thơ, dễ thương và hiền lành như lúc đầu anh đã không lựa chọn nó, phải không anh? Hai người coi tôi là trò đùa hả? Tôi là trò đùa của hai người hả? Mình vẫn là bạn chứ. Tao có thể sai, nhưng có một thứ tao đang đúng. Và mày phải nghe lời tao. Nếu mày xem tao là bạn, hãy sống một cuộc đời khác. Đau khổ cũng được, buồn bã cũng được, nhưng phải là cuộc đời của mày. Mày đừng tạo vỏ bọc cho mày nữa. Mày hiểu không? Cảm ơn mày. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày hôm nay. Ok. Ok. Thật sự mà nói anh cũng rất bất ngờ với cách xử lý và xoay chuyển tình huống của hai em. Cảm ơn tất cả các diễn viên đã mang đến cho chúng ta một cái câu chuyện có nhiều sức hấp dẫn như thế. Cảm ơn Quỳnh Lý, Trang Tuyền và Lê Lộc. Với cái câu chuyện vừa rồi thì nó lại cho anh một cái suy nghĩ như thế này.
Như vậy thì phải chăng trong cái tình bạn với nhau, chúng ta cũng cần phải có một chút gì đó gọi là giữ lại cho riêng mình. Chúng ta không nên nghĩ rằng là vì quá thân cho nên sẵn sàng trao gửi tất cả mọi điều, kể cả những cái cuộc sống riêng tư nhất của mình. Chỉ có rất là hiếm những tình bạn thân mà để đến mức mà móc ruột móc gan nói tất cả mọi điều thôi. Chứ còn cũng có những người mình vẫn nghĩ họ là một người thân với mình, nhưng mà để mà nói tất tần tật mọi thứ thì chưa chắc. Có lẽ là cái điều mà mình giữ lại một chút cho riêng mình cũng là điều nên làm. Cái đó là giữ lại cho riêng mình, chỉ là giữ lại những cái gọi là sự tôn trọng của bản thân mình thôi. Còn cái sự cảnh giác trong tình bạn em nghĩ là không nên có. Không nên có luôn. Và trên thực tế là không có một người bạn thân nào hay là không có một cô gái nào có thể xen vào mối quan hệ của vợ và chồng. Nếu như mối quan hệ đó đang thật sự ổn định, người chồng luôn là một người yêu thương vợ, chăm lo cho gia đình, người vợ luôn hướng về người chồng và làm mọi điều cũng chỉ vì gia đình thân yêu của mình và không quên chăm sóc bản thân. Nếu như mà họ làm tốt điều này rồi thì bản thân có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào xen vào được. Cho nên là chúng ta trách cái cô bạn thân đó 10 thì cũng phải trách lại chính bản thân mình một vài phần nào đó. Thử xem là có lúc nào đó mình cũng đã lơ là chồng mình hay không. Thử xem là có lúc nào đó bạn quá tự tin với việc là mình là một người phụ nữ hoàn hảo, một cái hình mẫu không thể thay thế và nghĩ rằng là anh ấy sẽ không thể nào rung động trước bất kỳ một cái người phụ nữ nào bên ngoài. Thì cái sự tự tin thái quá đó của mỗi một người vợ nó cũng chính là cái nguyên nhân dẫn đến việc là người chồng đôi khi có thể say nắng một cô bạn thân nào đó, và từ cái chuyện say nắng thì có biết bao nhiêu những cái điều không hay nó sẽ xảy ra. Cho nên người vợ cũng phải nhìn lại chính mình. Mà còn nếu như mà mình đã làm tốt hết rồi mà chồng mình vẫn có cái chuyện đó xảy ra thì em nghĩ rằng là nó cũng là một bài test để mình có thể chấm dứt một cái cuộc sống mà mình vì người khác nhiều như vậy. Nên em nghĩ rằng là cái nào nó cũng có cái mặt. Và nếu như là chỉ là mối quan hệ bạn thân á thì mình cũng có thể mình sẽ có ý mình dè chừng hoặc là mình kiểm soát. Nhưng mà nếu như đó là một cái mối quan hệ mà nó hơn cả bạn thân, ví dụ như một cái mối quan hệ như là anh nuôi, chị nuôi hay em nuôi, thì nó đôi khi này là một cái chuyện khác. Em lại không ưa cái từ đó lắm. Ý anh nói rằng ví dụ em gái nuôi thì nó cũng cùng dòng họ với em gái mưa, đúng không anh? Thì nó cũng tương tự như vậy. Dạ, bởi vì kiểu như anh em trong nhà rồi còn để ý làm gì nữa. Dạ, dạ đúng rồi, mình không có để ý, mình không có ghe chừng, nhưng mình không cho tiếp tục nữa. Đem rào cửa luôn. Mình chặn đứng luôn anh à. Em nói anh nghe, mưa gió làm cái gì? Đang khô ráo yên bình tự nhiên mưa gió. Em không thích không. Các thể loại mưa gió. Người ta đâu có nói là em cái mưa đâu. Người ta nói đây là em của anh ha, em nuôi của anh à. Bởi vì đây là ví dụ như là một cái mối quan hệ trước đó giúp đỡ nhau hay cái gì em đó. Em gái nuôi nè, em gái kết nghĩa nè, em gái phòng tập nè, em gái BG nè, nuôi thân em gái nhân viên ở quán nè. Trời và ơi. Các thể loại như vậy ha. Nó nuôi thân mình chưa được cái thì đó nó cùng một hệ hết anh à. Không, tại vì em đang nghĩ tới những cái cô em nuôi đó xuất thân từ những cái nơi mà em cho rằng là có thể gây nguy hiểm đến với gia đình của em. Nhưng mà nhiều khi có những cô em nuôi mà cái mối quan hệ xuất phát điểm á nó không phải như vậy mà nó đẹp hơn rất là nhiều. Anh cũng từng có em nuôi cho nên anh biết. Anh nuôi ai vậy? Nhưng mà bởi vì đó là những cái mối quan hệ như anh nuôi, chị nuôi, em nuôi, là thậm chí con nuôi nữa em. Trừ phi là lắm. Anh nuôi, chị nuôi, em nuôi là mấy người đó là có chồng có vợ hết rồi. Còn nếu mà trong danh sách đẻ trống thì em vẫn cảm thấy cái mối quan hệ nó rất khó. Tại vì người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cái sự thân thiết quá, chia sẻ quá, kiểu như là anh buồn quá rồi em gái đến tâm sự, hay là có thể lúc đầu không có thật sự luôn, nhưng mà về khoảng thời gian nếu mà cứ để tiếp xúc như vậy thì thật sự luôn là không biết được cái chuyện gì xảy ra. Nói chung là nếu như vậy là hai em á là thấy rằng cái mối nguy hại từ cái cô em nuôi nó còn dễ hơn từ cái cô bạn thân nữa, đúng không? Cháy nhà anh à. Cháy nhà nó cháy còn ghê hơn nữa. Trời ơi, tôi mới nói từ em nuôi một chút nhẹ nhàng thôi mà hai cô phản ứng dữ dội quá, mãnh liệt quá, không biết đã từng bị em nuôi nào qua mặt chưa mà lồng lộn lên dữ vậy. Thôi thì bây giờ vậy, mời hai em, mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một tình huống, một câu chuyện liên quan tới em gái nuôi. Tập vậy được á? Dạ. Ai? Cái muốn chết luôn à. Trời ơi. Cay quá, cay quá. Ôm tôi nè. Dạ. Nè, tôi không bao giờ tôi hợp với bà, tôi không dính được với bà, đi á. Mà tôi thích ông mà. Thôi, ghét của nào giờ cho của đó đó. Thôi tập bậy cái đâu ra mà trời cho của đó. Nói thiệt với lòng nha, không bao giờ nha, không bao giờ. Ra đây làm gì? Có mục đích đàng hoàng. Gì? Hương đưa. Hương đưa hả? Ừ.
Ê Hương nhỏ, dạ em. Ê, gì khoan tôi hỏi cái, mắt gì bé kia được ôm không vậy? Ủa, thì đây là em gái của tôi mà. Nè, em gái của tôi năm nay mới vô lớp 10 trường mình. Kỳ này tôi kéo vô đây để làm tiết mục văn nghệ, biết không? Để mà cho mấy anh chị á quen mặt. Nó sau này đỡ bị ăn hiếp vô trường mình. Nói chuyện với bà này làm cái gì? Em lấy nuôi tôi xong hay không nói tôi nghe gì hết trơn vậy? Bà không có chơi thân được với bạn bè. Chuyện của bạn bè em không biết cái gì hết trơn, trời đó. Hỏi cái gì nữa? Cái nước tự nhiên đưa cho Hương như vậy? Thì đưa cho Hương uống, Hương em gái tôi. Tập bậy, cái chai nước này là con Hương kia đưa cho bạn, bạn hiểu không? À. Cho nên là bạn phải sử dụng đi, đừng có đưa như vậy nhiều quá, con Hương kia nó rất là quạo. Trời ơi ông ơi, cái này ông nói chứ Hương nào nói. Gì nó nói gì được hay á? Nè, đang nói là đang nói thiệt nghe chưa, không có giỡn. Cái gì? Trời ơi, con Hương nó thấy được nó quạo lắm, mà nó cái mặt nó không có vui đâu. Ông đừng có xạo. Tính Hương sao tôi là người hiểu rõ nè. Đi chơi ba đứa nào Hương cũng cười hết trơn á, không bao giờ mà quạo hết trơn á. Hình như cái độ quạo nó hơi cao xíu rồi đó. Làm sao mà hơi cao được? Ông xạo mà ông thấy đâu mà hơi cao. Hồi xưa có vô chi đoàn chi đội không? Có. Đằng sau quay. Đằng sau quay. Chị Hương mới tới hả? Hương. Anh uống nước của em chưa? Mới đưa luôn nè, chuẩn bị uống nè. Uống. Anh uống đi. Uống hết nha. Anh trai ngon quá à, cho em gái miếng với. Nè, tại sao em mua đi? Cái này là của chị mua cho ảnh mà. Phải. Em 16 tuổi rồi, em có thể chăm sóc được mình mà. Tại sao lúc nào cũng cứ kè kè theo anh chị vậy? Anh chị là học sinh mà, có tiền trả cho em đâu hả? Ảnh là người yêu của chị mà. Em xin lỗi. Hương nhỏ. Nè, anh mà đi theo em chia tay á. Vậy tôi đi theo đâu chia tay? Đợi anh với. Ê, ông mà đi tôi chết luôn á. Bà chết luôn đi. Hương à, sao nay Hương kỳ vậy? Bình thường ba đứa mình đi chơi nhau đâu bị gì đâu. Hương vẫn cười nói mà, sao nay Hương thái độ với Hương nhỏ kỳ vậy? Lúc đó em chỉ cố gắng làm anh vui thôi, nhưng mà em khó chịu lắm. Tại Hương không biết bé Hương nhỏ, chứ bé Hương nhỏ tội nghiệp lắm. Ở nhà nha, ba mẹ bé Hương nhỏ ly dị nhau từ sớm. Bé Hương nhỏ ở nhà có một mình à, ba thì đi làm suốt ngày, ở với thằng anh ức ơ như bị tẻn tẻn, bị khùng vậy đó. Làm sao chăm sóc được cho con nhỏ? Có mỗi mình anh chơi với bé Hương à. Chơi từ nhỏ đến lớn, hai anh em thân như anh em ruột vậy đó. Đừng nghĩ bậy bạ, tội nghiệp, hiểu không? Vậy hả? Tụi anh không có gì hết, không có gì đâu. Đừng thiệt lo. Không? Thiệt. Thề đi. Thề luôn. Thề với Hương nha. Nếu mà anh có tình cảm với bé Hương nhỏ, cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ đậu vô trường kiến trúc. Ý ôi, không cho thề vậy đâu. Anh thích kiến trúc mà. Vậy chị Hương ơi, vậy bây giờ cho em dẫn chị Hương đi uống trà sữa nha. Đi liền. Đi liền. Đứng lại, tụi bay đứng lại. Sai lắm, quýnh lại. Quýnh không, kiếm mẹ mẹ. Đứng lại, đứng lại. 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 Đứng không, bác kêu heo qua đi, heo qua đi. Nói chung là ăn bay qua đi. Giờ hỏi nghe nè. Dạ. Để anh hai. Một trong hai đứa nào hiếp gái tao? Đứa nào hiếp gái tao? Đã tới lúc tôi phải lên tiếng rồi. Đừng sợ chị cả. Nè bạn, sự thể hiện của một thằng đàn ông rất là cao, và sự sĩ diện cũng vậy. Bạn đừng có vô đây kiếm chuyện hoài. Mình không ngại sợ bạn. Nói tóm lại là mày đánh em gái tao. À, không phải mày. Nói cho dữ dằn đi mày. Sao? Chứ là ai đánh em gái tao? Mày chỉ nó sao không nhìn nó luôn đi. Nhìn thẳng vô mặt nó, lát nó quýnh tao mạnh hơn sao? Thì tao quýnh mày cũng tha. Lui ra, lui ra, con heo lên. Nghe thấy không? Lên đây, để anh hai. Không phải đi ra đây. Không phải ơi, em tướng luôn. Mày nè, mày coi tướng mày mập thay hơn nó rất là nhiều. Tại sao mày ăn hiếp nó vậy hả? Không có, em không làm gì mày đâu. Mày đùa với tao hả? Em không có làm gì hết. Tao có giỏi judo nha. Con đừng có đánh em. Giật một cái là chết nha. Không đánh, đánh anh đánh giật cái thái không đánh. Đánh gái ơi, báo giám hiệu đi cưng. Báo giám hiệu đi. Mày bị cái gì vậy trời ơi, hôm nay là ngày bế giảng, giám hiệu nào ta đi về hết trơn rồi. Không, ít nhất cũng có ông đánh trống chứ hả? Ông đánh trống thì trống không hề giúp đỡ. Nó đánh anh quá trời, em thấy không? Nè, nè, chuyện gì vậy? Ê, chuyện gì vậy? Gì mà ôm sòm vậy? Ai hiếp hả? Nè, mày gì vậy? Chuyện gì? Thì ra là mày
Thì ra là mày ăn hiếp em gái tao đúng không? Không phải, anh Lương không có ăn hiếp em. Không nè, phải anh Lương, để không cho phải anh Lương. Không phải, không phải, cái đó không phải. Nhưng mà phải đối với anh. Được. Ngày hôm nay sẵn có đầy đủ mặt mọi người ở đây, mình chơi lớn một lần luôn. Chơi lớn một lần luôn, cho rõ ràng hết tất cả sự việc luôn. Ừ. Ủa, làm sao vụ gì mà tự nhiên cãi nhau? Cái chuyện này tao ấm ức lắm rồi, tôi quất ức lắm rồi. Đây, tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật. Ở một nhà nọ, có một cặp anh em ruột tên là Lư và Hương. Lư và Hương, và Hương chứ không phải là Hương, là Hương, là anh em ruột với nhau. Mà xui thay, hai đứa học chung một trường. Có một cặp anh em ruột cũng là, không phải cả anh em ruột mà là bạn bè. Lư và Hương là đây luôn, là bạn bè với nhau luôn. Nhưng mà lại xui thay là bé Hương trong cặp đôi anh em ruột lại không thích thằng Lư này. Chính vì vậy bé Hương mới chạy qua kết nghĩa với thằng Lư trong cặp đôi bạn bè. Hiểu chưa mọi người, hiểu chưa? Rồi sau đó xui thay thằng Lư trong cặp đôi anh em ruột lại rất thích bé Hương trong cặp đôi bạn bè đó. Nhưng mà xui thay thằng Lư trong cặp đôi anh em ruột rất là ghét thằng Lư trong cặp đôi anh em ý nghĩa. Hiểu chưa? Quan trọng là hai cái Lư đồng á. Nói gì vậy? Không, bạn hiểu không? Hiểu không? Đợi chút xíu để gọi công an tới kẹt xe. Kẹt xe gì mày? Kẹt cái đường tối quá kẹt. Vậy hôm nay muốn gì? Thì mình chơi tới thôi bạn. Vậy giải quyết đàng hoàng như hai thằng đàn ông đi. Chứ còn sao nữa, tôi cay bạn lắm á, bước ra đi. Anh hai. Không kệ. Chuyện đàn ông để nó giải quyết, thập năm nay bế giảng rồi sợ gì? Để nó giải quyết đi. Bình tĩnh. Tất cả mọi người, ngày hôm nay trong trận đấu này, ai anh phe tôi bước vào đây. Không sao, vẫn còn thằng này. Đi không ngủ vậy. À không sao, không sao. Có gì đâu, tôi có tiền mà. Tôi có tiền mà. Ok, sao. Nè, em gái à, mình là gia đình đó, mình là gia đình đó. Đúng rồi, phải vậy chứ. Gia đình là tất cả, em luôn nhớ trong đầu nha. Bây giờ là cha mẹ là nuôi em ăn học. Sau này không có cha mẹ nữa thì em biết ai sẽ là người nuôi em rồi đó. Em biết chứ. Ai nào? Chồng em sẽ nuôi em, chính vì vậy em cần phải đi qua bên này. Tính ra bây giờ tao mất tiền tài, mất bạn bè, mất người thân luôn rồi. Nè, nói cho nghe nha. Tụi bay hay lắm nha, tụi bay cùng một phe đúng không? Đặc biệt là thằng kia. Ok, nếu tụi bay giỏi nha, tụi bay thi rất tú tài để bay nói chuyện với tao. Còn không thì chắc ăn tao sẽ rớt tú tài trước, tao đợi tụi bay. Nha, nhất định nha. Còn em ấy nha, anh sẽ về mát ba, em mới học lớp 10 mày đặt yêu đương. Trời, anh hai, tụi có mát ba mà. Em là em của anh, nó năn nỉ luôn. Thôi được, em là em của anh mà, thương ái lắm. Ba ơi, Hương nó có bầu rồi. Ê, trời ơi anh hai. Nè, đi đâu vậy? Trời ơi, em thấy không, thằng Lư nó nói mấy Hương vậy. Sao lúc nào anh cũng bình Hương hết vậy? Lỡ anh hứa em sao vậy? Thì anh xin lỗi. Hứa mà không bao giờ giữ lời hết. Hương, lỡ nguyên trường biết rồi bé mê Hương nó làm sao? Hương, ê, hai người đi là bây giờ không ai binh nó hả? Vậy tôi chạy đi, tôi binh nó nha. Ê, sao binh nó được? Ông là của tôi mà. Bà bước ra đây. Tôi với bà không bao giờ hợp nhau cả. Rất là hợp luôn á. Phải, rất hợp. Nhưng chúng ta chỉ hợp với nhau vì cái tên thôi. Tên quá có nghĩa mà, nhàn khối. Nó là hợp lắm mình đó. Nhưng chúng ta không hề hợp về chuyện của tình yêu. Để tôi phân tích cho bà nghe. Nếu như một cây nhang nó đã cắm lên rồi, cầm cái hộp quẹt đốt lên thì khói là tôi sẽ bay đi. Lúc đó mình sẽ xin phát, bà sẽ động lại. Lúc đó không còn sót là cái gì cả. Nếu có thì chỉ còn sót là cái chân nhang thôi. Hiểu chưa? Tôi với bà không thể nào đội trời chung được. Hiểu chưa? Nhưng mà người ta nói cái của nào trên cho của đó. Không phải của tôi. Hương ơi, Hương đừng giận nữa mà. Người ta chỉ nói giỡn thôi. Anh làm gì cuốn cuồng dữ vậy? Anh hứa em sao? Những chuyện gì liên quan tới Hương á, anh đều phải hỏi ý kiến em mà. Có em đứng đây luôn mà anh cứ chạy theo vậy hả? Anh coi em là cái gì? Bớt giận đi mà. Anh sai. Thôi đừng giận nữa nha. Anh biết rồi. Anh hứa với em luôn, sau này á, anh không bao giờ làm vậy nữa. Lúc nào anh cũng sẽ hỏi ý kiến em trước, được không? Nha. Thầy con. Thiệt. Thôi đừng giận nữa mà. Cười đi.
mà anh tính rồi nha. Anh sẽ học đại học kiến trúc mỹ thuật, còn em sẽ học đại học kinh tế, để sau này tốt nghiệp xong ra trường anh sẽ xây cho em một ngôi nhà, một căn biệt thự màu hồng thiệt là đẹp luôn. Thì đúng sở thích của em đúng không? Nói hay quá. Nói được làm được không? Được, chắc chắn là làm được. Có niềm tin không? Có niềm tin hả? Ừ, chị thì tin đi, chắc chắn sẽ làm được nha. Mưa rồi. Thiệt tình luôn á. Mỗi lần ấm ấp là trời mưa. Đi về, 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 về. Lên xe, lên xe. Đi. À, anh chị ơi, cho em về chung với. Không anh em không bỏ em đi trước luôn rồi. Trời ơi, thằng nó thiệt luôn, bất ngờ lắm. Rồi, lên đây, cầm lái. Cầm lái, cầm lái, cầm lái. Rồi, lên đây, cầm lái luôn. Ngồi lên, lên, ngồi luôn. Rồi, hai chị em đi về đi. Ủa, còn anh? Anh ờ, ha. Quên. Hey. Rồi, chạy chậm chậm thôi. Anh chị em vui cho hai chị em về. Yeah. Ê, chậm chậm nha, rút ra. Rút ra. Từ từ, từ từ. Từ từ, nè, từ từ thôi. Nè. Không phải là anh thấy sao? Đẹp quá. Cuối cùng mình đã làm được rồi. Cảm ơn em. Ê, dạ, dạ. Ồ, dạ, dạ. Xin lỗi, xin lỗi. Dạ. Ê, sao? Con ơi, đi về đi nè. Ê, ê, ê. Dạ. Khói đúng không? Khói đúng không? Ê. Khói. Trời. Mày ra hay không? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Thằng này. Trời ơi, lỗi mới gặp. Ê. Tôi nhớ rõ lắm, nhớ rõ lắm. Sao? Cái lần cuối cùng mà mấy đứa tụi mình gặp nhau là cách mấy năm? 7-8 năm về trước. Đúng không? Chính xác. Trời giật ảo quá à. Bà lúc đó là bà đi du lịch. Ông cũng đi du học luôn. Quên du học của ai luôn. Trời xấu. Sao xấu? Bạn bè gì kỳ cục. Có ta liên lạc đám cưới hỏi được ta mời giùm cái đi. Có gì đâu. Ngại hả? À. Anh qua đây. Hả? Coi nè. Trời ơi. Anh nhìn em bé đi. Giống ai? Trời ơi. Ôi con gái ơi. Ê, nó mặc uống nu y chang với bà Giang luôn. Ta nói rồi mà, ghét của nào trời cho của đó, đúng không? Của đó tôi trả lại ông trời rồi. Ủa, là sao? Là sao? Không hiểu hả? Đứa bé này nè, ừ, là con của bà Nhan thiệt. Ừ. Nhưng mà là con của bà Nhan với chồng của bà, hiểu không? Chồng bà đi ngoại tình rồi, bây giờ bà đang đi đánh ghen, tôi giữ con giùm thôi. À, là giữ con giùm bà Nhan thôi. Trời ơi. Trời ơi. Có vụ này nữa hả? Chứ cái gì nữa? Thôi, đừng có giả bộ đánh chống lảng. Sao? Làm ơn làm phước trả lời cái câu hỏi của tôi đi. Bạn bè kiểu gì mà đám cưới sao không mời vậy? Anh ơi. Ủa? Anh Khói. Nhớ ai không? Phải anh Khói không? Nhớ, hồi xưa anh cua em. Trời ơi, lâu quá rồi em mới gặp lại anh. Dễ đường lớn quá ạ. Dạ. Em có chồng hả? Dạ đúng rồi, em có chồng được nửa năm nay rồi đó. Ừ, chúc mừng nửa năm rồi hả? Ủa? Em. Dạ. Biết con ai không? Đây, đây, đây. Con của chị Nhan. Ôi, ôi, ôi. Con của chị Nhan hả? Nè. Coi em bé cái. Ôi, cưng chưa? À, anh Khói, thôi mọi người cũng đứng đây nói chuyện thì cho em đưa em bé vào trong nhà nghỉ cho mát. Em ghiền em bé lắm. Sợ quá, trời chỉ mưa, cho anh gửi ké chút xíu. Em dẫn em bé về nhà chơi. Chị nghe tay nha. Không phải con anh nha. Em biết rồi. Vô nhà chơi với cô nha con. Từ từ thôi nha em. Dạ. Thôi, con bé có biết giữ em bé đâu. Để tôi vô với bé Hương nha. Trời, vô lẹ đi chú mày. Ê, ôi, 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 ôi. Nó dễ thương ghê luôn á. Tôi không ngờ thiệt. Sao? Giống như là nó có một cái gì đó, nó quá có duyên với tụi mình á. Tôi không nghĩ là bây giờ mười mấy năm rồi tôi lại gặp lại bà, rồi thằng Lư, rồi gặp thêm em gái nuôi nữa. Mà bà nhớ xưa không? Hả? Lúc nào bà với thằng Lư đi đâu chơi cũng dắt theo nhỏ em gái nuôi hết trơn. Mà con nhận may mắn thiệt ha. Sao? Thì bây giờ đó, bà với thằng Lư thành một cặp, còn con bé em gái nuôi thì nó đã có chồng khác rồi. Chồng của bé Hương là anh Lư á. Giỡn.
Tôi nói thiệt, hai người đó là vợ chồng của nhau đó. Tôi không tin. Đó là sự thật. Ông không tin thì nó vẫn là sự thật. Ngày xưa tôi nói với bà hoài mà, bây giờ bà thấy rồi đó. Ở trong lớp ngày xưa có ngày nào mà tôi không nhắc nhở bà không hả? Lúc nào bà đi đâu chơi thằng Lư, bà cũng dẫn theo cái con bé em gái nuôi đó đi. Lúc nào đi đâu cũng có nó sát ở bên cạnh thằng Lư 24/24. Bây giờ bà thấy rồi đó, kết quả là cái gì? Cuối cùng lấy chồng của bà thôi. Ông bình tĩnh nè, không phải lỗi của bé Hương đâu, đừng có hiểu lầm. Cái lúc tôi với Lư lên đại học thì lúc đó gia đình của bé Hương có chuyện, cho nên là bé Hương chuyển về quê ở rồi. Anh Lư cũng đâu có quan tâm bé Hương đâu, hai người cũng không liên lạc với nhau. Anh Lư chỉ quan tâm mình tôi thôi. Nhưng mà khi chúng tôi quen nhau, tôi mới biết một điều, tôi với ảnh không hợp nhau. Nói một hai câu là cãi lộn, cho nên là tôi với ảnh chia tay. Tôi suy nghĩ này, nếu tôi với ảnh có tiến tới hôn nhân á thì cũng có hạnh phúc đâu. Sau khi chia tay thì tôi đi du học luôn đó. Tôi mới trở về Việt Nam cách đây 3 tháng thôi. À, tôi mới thành lập một công ty chuyên về thiết kế nhà đất nè. Cái lúc tôi mới thành lập công ty, cái ảnh với bé Hương tình cờ lắm tới công ty của tôi. Dạ. Nhờ công ty tôi thiết kế cho ảnh một căn nhà. Lúc đó ảnh nhìn tôi, ảnh ngại lắm, ảnh không muốn tôi làm. Nhưng mà không hiểu, tôi lại muốn làm cho ảnh. Cho nên đây nè, căn nhà này là tôi xây cho vợ chồng ảnh đó. Đẹp không? Người ta nói khi không còn gì nữa, chỉ quan trọng là hai người sống với nhau tử tế là được rồi. À, thôi, trời ơi. Trời ơi, em lạ người, em khóc quá nè. Ôi, em ơi. Em lạ người, em khóc. Anh Khói, em trả. Nè, cưng nha. Nó khóc quá, trời khóc luôn. Không có gì hết. Thôi, ba người cứ ở đây nói chuyện đi. Tôi dẫn nó đi về nhà ha. Về sớm vậy? Đi rồi. Sao vậy? Nè, nói chuyện nó đi. Khói, vô nhà ăn uống cái rồi về. Ừ. Thôi được rồi, để bữa khác đi chứ giờ tôi chạy về nhà tôi có công chuyện ha. Để được rồi, để bữa khác tôi đi. Không sao hết hả? Về nha. Vậy thôi. Gì vậy? Không, đi về. Thôi đi về con ơi. Ha, về con ha. Nè. Không biết giờ này mẹ con đánh ghen về chưa ha. Đi cẩn thận nha. Cái tính ổng cũng y chang xưa. Thôi, em vô nhà ăn với vợ chồng anh luôn. Ý, em quên báo với hai người nữa, em có công chuyện gấp phải đi. Hai người cứ vô trước đi ha. Thôi chị vô ăn với vợ chồng em một bữa đi nha. Không, chị nói thiệt, chị có công chuyện gấp. Mà nè, chưa hỏi nữa. Sao? Thiết kế của công ty em á, sao? Có thích em không? Em hài lòng. Em rất hài lòng. Trời ơi. Chị Hương, em cảm ơn chị nhiều lắm. Không có gì đâu. À, thôi đi vô đi. Chị còn phải đi công chuyện gấp. Đi vô đi. Đi đi. À, vậy thôi. Khi khác thì ghé lại nhà anh chơi nha. Trời ơi, em biết rồi. Em sẽ ghé mà chưa ăn tân gia nữa. Nhớ nha. Ừ, đi đi. Bữa sau gặp chị nha. Ừ, bye bye. Phương. Hả? Anh ra đây làm gì vậy? Trời chuyển mưa rồi. Đi vô nhà đi. Đi vô đi, em đi taxi được mà. Đi vô đi, nhanh đi. Thôi mấy anh đưa em về. Thôi được rồi, em đi mình được. Em đi gấp lắm. Anh đi vô đi. Phương đang chờ anh kìa. Vô đi mà. Đi đi, em còn phải đi nữa. Khoan đã Hương. Hả? Đợi anh xíu. Vì em không muốn trở thành một người khiến anh tự nhớ người, thì anh chỉ là thoáng qua. Không phải lỗi gì của anh đâu. Anh
cứ bước tiếp con đường của anh. Còn em, em sẽ bước tiếp con đường của em. Cho dù là con đường đó chúng mình không có nhau, thì đó cũng là định mệnh mà. Anh vô đi. Em về cẩn thận nha. Ông xã ơi, mưa rồi đó, vô nhà lẹ anh ơi. Anh biết rồi. Em về cẩn thận nha. Đây là lần cuối em gặp anh. Anh với Hương phải thật hạnh phúc nha. Câu chuyện về em gái nuôi chắc có lẽ là cũng để lại cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc. Mặc dù cái tình huống trong câu chuyện này, cái số phận của những nhân vật nó không đến nỗi đẩy đến cái sự mà bi đát hoặc là cái sự giằng xé gì, nhưng mà nó cứ làm cho mình cảm thấy có một chút gì đó chạnh lòng và xót xa. Cảm ơn tất cả các diễn viên Tuấn Dũng, Quỳnh Hồ, Lạc Hoàng Long, Ngọc Hoa, Quỳnh Lý và Tâm Thanh. Em cảm thấy rằng đây là một cái kết thúc đẹp cho cả ba người luôn. Một cái chuyện tình nó đã đến cái lúc mà người ta phải ngưng lại, và cô ấy đã quyết định đi du học. Rồi khi mà quay về thì cái người bạn trai đã từng trong quá khứ của mình, họ thành gia đình với một người con gái nào đó, và người đó vô tình lại là người em gái nuôi ngày xưa. Thì em nghĩ đó là một cái kết thúc nó ổn. Tất nhiên là trong lòng mình chỉ có một cái là mình hơi tiếc hay cái điều gì đó trong lòng cô gái đó khi mà cô ấy đi. Cái điều mà cô nói rằng là em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa thì em nghĩ nó cũng hợp lý, bởi vì cá nhân em cũng sẽ làm như vậy. Thà là mình tách xa ra nhưng mình vẫn đẹp về nhau. Còn mình cứ ở gần nhau thì đương nhiên, tự nhiên hồi đó anh chăm sóc em, bây giờ anh cứ chăm sóc người này thì em cũng kiểu con gái mà. Thì em nghĩ kết thúc là được. Hai đứa mình mà sắp vô anh Nghĩa là coi như là anh Nghĩa có hai cô em gái nuôi. Nuôi hơi bị mệt. Thật sự là cái cảm giác hồi nãy khi mà xem xong á, em cũng bị khó chịu trong lòng á. Mình có một chút tiếc nuối. Mình nghĩ là nếu như mà trong cái cuộc đời của ba con người này đó, cái mối quan hệ của họ không phải như vậy, tức là không có cô em gái nuôi từ hồi 12 năm về trước, thì bây giờ họ đã là một cặp rồi. Đó là một cái suy nghĩ tháng qua thôi, nhưng sau đó em suy nghĩ lại thì em nghĩ cũng chưa chắc gì mọi chuyện nó đã là như vậy. Cái đó chỉ là một cái gọi cái duyên họ gặp nhau trong quá khứ mà thôi. Chứ còn khi đã không thuộc về nhau rồi thì không có cô em gái nuôi này thì cũng có thể là sẽ có những người khác, và cái mối quan hệ của họ có lẽ cũng sẽ dừng lại. Cuộc đời của mỗi chúng ta vậy thôi. Gặp một ai đó là đều có lý do, và ở bên cạnh một ai đó cũng đều là có lý do. Vậy còn Phương, nếu như bây giờ em là một cái cô em gái nuôi, em xuất hiện chen vào giữa một cái câu chuyện tình đẹp nào đó mà ban đầu với cái động cơ hết sức là trong sáng, cái mối quan hệ đó thật sự là quan hệ của anh nuôi và em nuôi, nhưng mà rồi sau đó cái người con gái kia, cái người phụ nữ bên cạnh anh nuôi kia khó chịu với mình, thì lúc đó với cái vai trò là một người em gái nuôi mà cũng có thể xem như là một người thứ ba trong cái câu chuyện này, em sẽ cảm nghĩ, em sẽ có cảm nghĩ như thế nào? Với em, nếu em là em gái nuôi, em sẽ giữ một cái chừng mực nhất định về tất cả mọi thứ, tin nhắn hay là những hoạt động sinh hoạt. Em không muốn để một người vợ hay một người bạn gái của mình đó khó chịu. Cái vấn đề em muốn nói ở đây rằng là trong mối quan hệ ba người, cái mấu chốt nhất vẫn là người đàn ông. Thật sự luôn, nếu như thực có thể xuất hiện một người em gái nuôi đi mà muốn để cho ốc có thể chấp nhận được, thì anh ấy phải làm cái gì để chị ốc phải tin là cái điều anh ấy nói nó là thật. Nên là khi mà mình cảm thấy được là tạo được sự tin tưởng cho mình, mình tin vào mối quan hệ đó, thì tất nhiên em tin rằng chị em phụ nữ của chúng em cũng rất là dễ chịu và rất là đồng cảm nếu như có sự xuất hiện bất thình lình của một người em gái nuôi. Vấn đề là người đàn ông cần phải rạch ròi trong cái mối quan hệ, đúng không? Và còn nếu như đặt trường hợp nữa, em là em gái nuôi nhưng em đã bắt đầu chớm một chút có cảm tình với ông anh nuôi của mình, thì lúc đó em có cái lời gì hay là một cái lý lẽ nào đó để mình có thể mình biện hộ cho những cái cảm xúc đó của mình hay không? Cá nhân em thì em thấy như vậy. Với em á thì em tránh ra luôn. Dạ, em không có biện minh. Em không để cho cảm xúc của mình nó lấn át. Dạ, chẳng hạn như em biết là em có phát sinh tình cảm với người đó mà người đó còn mối quan hệ với ốc, thì em né luôn. Em không muốn làm người thứ ba, đúng không? Tức là em không có muốn dính vô. Thứ nhất, mình dính vô mình buồn. Tất cả những cái gì mà hạn chế được em hạn chế luôn. Tức là với cá nhân của em.
Nhưng mà trên thực tế là những cô em gái nuôi thật sự á, nhiều khi nếu mà họ đã bắt đầu có tình cảm với người đàn ông đó đó, họ có thể là họ cố tình lảng tránh đi để không thừa nhận cái tình cảm đó. Hai là có thể là họ vẫn muốn duy trì cái tình cảm đó nhưng bằng cái vỏ bọc là tôi vẫn là em gái của anh, để cho đó, vẫn có lắm. Cơ hội được gặp cái người đàn ông đó. Nhưng mà họ chỉ dám đến đó thôi. Yêu đơn phương đó em. Yeah. Cảm giác yêu đơn phương như vậy nó khó chịu anh lắm. Anh khó lắm anh ơi. Tại vì ai cũng có cái ước muốn hết. Và ước muốn hạnh phúc là nhu cầu thực sự là nó mà chính đáng. Mà nếu như mỗi ngày càng tiếp xúc thì cái ước muốn nó lại càng nhiều hơn. Đúng. Cái mộng nó đi dệt càng dày hơn. Dạ, và lúc đó cái người đau khổ là mình. Còn nếu như mình không vượt qua được cái sự kềm chế của bản thân thì lúc đó là mọi chuyện nó lại đi xa hơn, là khổ cho cả ba. Nhưng mà cũng có những người vợ rất là vô tư nha anh, ủng hộ mối quan hệ giữa chồng mình và em gái nuôi và nghĩ rằng là chỉ như vậy thôi, không có vấn đề gì hết. Vô tư và không nghĩ rằng là một ngày nào đó chồng mình với em gái nuôi có thể đi một cái kết quả xa hơn, cho nên là người vợ không có bất kỳ một cái sự phòng vệ nào và thậm chí còn rất là thoải mái và tạo điều kiện nữa. Thì thực ra lúc đó thì cái sai lại thuộc về người vợ. Nói qua cũng phải nói lại, thực tế là vẫn có những mối quan hệ anh em kết nghĩa vẫn rất là tốt đẹp. Thực ra là Vân không lên án, Vân hoàn toàn không lên án và cũng không cấm cản, chỉ có là chồng Vân không dám thôi. Nhưng mà là em có biết là chồng em có em gái nuôi không? Dạ hồi trước có mà giờ hết rồi anh. Dạ. Hết rồi. Nuôi mấy em? Dạ giờ nuôi con thôi anh. À, dạ. Bây giờ có 3 con với 1 vợ thì hơi mệt. À, bà Trí Rù thân mến. Nếu như em có đang theo dõi chương trình, những em gái nuôi trước đây của em đó, mà em gái nuôi công khai hoặc là em gái nuôi bí mật, mà bây giờ em đã không còn cơ hội để nuôi được nữa bởi vì em đã bận nuôi con rồi, thì cứ giới thiệu qua cho anh nuôi giùm. Cảm ơn hai em, các em hôm nay đến đây với chương trình với cái chủ đề là bạn thân, đã có rất là nhiều những cái suy nghĩ, những cái quan điểm về cái chủ đề mà chương trình đưa ra. Một lần nữa cảm ơn hai nghệ sĩ Ốc Thanh Vân và Mai Phương. Còn bây giờ thì anh sẽ đại diện chương trình gửi tặng đến cho hai em 2 phần quà đặc biệt. Và bây giờ 2 phần quà mà chương trình dành tặng cho Vân và Phương đó là một chiếc máy massage chân Omni Ogawa. Cảm ơn hai em một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị khán giả, chương trình 8 làng nửa cân xin được phép kết thúc tại đây. Chương trình do kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cùng với công ty M&T Picture. Cảm ơn thương hiệu ghế massage cao cấp Ogawa đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp quý vị khán giả vào tuần sau 19h50 thứ 6 trên kênh VTV9. Xin chào tạm biệt.